Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào đến các bạn. Tình hình là bữa nay là mình đi cắm câu nha. Mình cắm bằng mồi chùm, cắm cá chê, cái rô đồng, rô phi đó. Rồi tối mình chụp nhái, mình cắm cá lóc sao. Cắm dài dài ở đây nè. Nó đây xin tiền vợ 55 ngàn, một chục cần câu. Về cắm, mình cắm đây một cần. Sẽ đi tiếp qua dài mình đang cầm mấy cái đầu mương. Cắm gì khoảng 2-3 tiếng nữa mình đi chụp nhái, rồi mình thay mồi, mình cắm cá lóc. Đây câu thì ngoài tiệm bán sẵn cho mình luôn, giờ chỉ móc một vô cắm nè. Cắm anh này 3 cần đi, có 1 chục cần nè, này đang 1 cần nữa. Và nghe cái đầu mà tối cá nó lên, nó lên dài trên đây nó ăn ăn mồi. Xé lọ lần kia mình cắm thêm 1 cần nữa. Nhiều các bạn mới cầm đi đảo là chút xíu, không biết thằng câu dính nè, không biết dính con gì. Đây ta mới cầm chưa đầy 5 phút mà đưa cái ruột phi. Cá này không phải là cá mình nuôi nè, cá này là cá ngoài ruộng, cá ngoài đầm tự vô luôn, dữ lắm mấy con, không dữ là người ta xịt hết rồi. Câu mà nhảy quá này, chẳng có thùng giò, thùng giò để hôm gài 3-4 bữa rồi đi đây rồi to mất. Giờ đi đào mấy con trùng móc thêm nè, hết trùng luôn rồi. Chở vô nhà lấy cái thùng rồi bắn trùng rồi ra thấy con này dính rồi đó, chắc đồ phi nữa quá. Rồi cá chê, chê trắng chắc rút lại, thằng kia mấy thằng kia chắc có dính nữa. Chưa trắng rồi các bạn, cũng nhỏ chứ không bự. Mất ngồi xong rồi lại thăm tiếp tục mấy thằng kia, được 2 con rồi. Nãy giờ thăm mấy thằng kia toàn hết mồi không mà có cái này dính nè, cái gô khuy nữa, từng nào cũng hết mồi dính gô khuy nữa. Khi nhỏ
con cá chốt luôn nè. Má thả xuống thế là ăn rỉa rỉa giật lên đến chắc ngồi ngồi đây câu luôn quá. Khỏi đi cầm. Mình quay mình câu đây luôn á. Mới gỡ con cá xong vừa móc mồi lên để xuống cánh dứt liền luôn nè. Chưa hết mồi nữa nè, mới để xuống ở dính liền. Tình hình là không có lỗ 25.000 vậy đó. Nó đi nguyên bầy không quá. Mình cầm mình để xuống rồi nó có dính à, ăn nữa không. Này làm thêm vài dòng á, dư ăn rồi, đủ nhậu luôn à. Nhiều khi này nướng xong mà đầm muối ớt thiệt cay ha, nặng chanh vô đó, đó ăn đó rồi dính hơn. Này đi câu cá luôn rồi chắc cầm câu vậy nữa. Đang ghĩa mồi này, bỏ lại chút quay lại đi vô nha các bạn. Nói thăm hết mồi hết trơn rồi. Được nhiêu đây nè. Ba cá rô phi, con cá chan. Tối cầm nhái. Xăm thêm chập nữa. Dính này nha các bạn. Dính nè. Cần thứ nhất nè. Dính cá lóc nè. Giờ này cũng khoảng chín giờ mấy đêm rồi, cá lóc đực cũng nhát luôn. Chiều xong nhái rồi cầm câu xong cũng 7 giờ mấy, giờ này 9 giờ mấy ăn cơm nước xong mới đi. Cá lóc ấm quá ngon hả, ngon nhất nè. Cao bé không? Để không có tốn thời gian có các bạn, từ nào dính mình mới quay nha. Mình một nhói mái nhái vô mình thay các bạn, không biết kiếm cá gì nữa. Trời kỳ nha, gặm mồi nhá con dính cá rô phi nè. Rô phi mồi nhá luôn à. Chết con nhá. Rô phi cũng là mồi nhá sắm nè các bạn. Cái này bự à. Nằm bốn ngón tay. Nãy dính được thêm được cá chê nè. Nó kéo dây xuống mà mình tưởng bị sấy không à. Kéo là nó dính cái mép, cái anh giật lên là cái sức kia luôn nên không kịp quay. Cần này cũng còn hai cần nữa hết rồi. Nãy giờ không dính không à. Đừng còn cá lóc. Còn cá chê, còn cá rô phi. Còn hai cần nữa hết rồi. Nhưng cuối cùng này bị sảy rồi các bạn ơi, không dính nè. Biết cái lo vô bình nó bị sảy lắm. Một cái mà khác thì cuối cùng hết dính luôn rồi. Sáng ra rồi bắt đầu đi thăm câu nha mấy bạn. Dính thịt nha. Ừ, có cầm mồi nhái cũng dính cá chê.
cũng nhỏ hả, chứ không bự không. Mình gỡ ra. Nó dính mà chết nè. Mình chết rêu à, cả nhỏ. Sáng sớm mà ông trời ông muốn mưa rồi các bạn ơi. Dính thình nè. À, có dính nè. Cá chết rồi. Chết rêu à. Này. Vậy là được hai cá lóc chết rồi. Cưng quá. Cá lóc mà bị gù lưng nữa vậy đó. Còn hai cân nữa. Cái này không dính nè, còn nhái còn nguyên. Nè, còn cần cuối cùng. Chừng nó hồi hôm cho nó sấy á. Dính hôm nay. Nhái phình bụng chết queo. Cá lóc táp vậy đó, nhái nó mới chết đó. Bỏ đại đây, coi có dính gắn nước rồi không. Đây là thành quả của mình cầm 10 cần câu từ chiều hồi hôm bây giờ nè. Bàn cá lóc, bàn cá chèn, còn cá rô. Mới hôm được bàn cá rô phi bị mình thách chay. Để còn có nhiều quá. Nhà 25 ngàn không có lỗ rồi.